Đêm nay, Phúc và Lan Anh quyết định hợp gia đình sau khi các thành viên có mặt đông đủ ở nhà chung. Và điều mà ai cũng cảm nhận được đó chính là sự căng thẳng trên gương mặt của mỗi người. Có cả cảm giác là không ai nói chuyện với ai mà mỗi người ngồi bấm điện thoại. Thì khúc đó Như cũng hỏi là chị Tiết ơi sao vậy? Không, chị Tiết em, không có gì hết em, không có gì hết em, không có gì hết em. Mà mọi người thì không ai nói chuyện với ai, nó khác cái ngày hôm qua. Căng thẳng á. Xong rồi lúc sau mọi người nói chuyện thì cũng biết là có chuyện gì xảy ra nhưng mà không biết là nó ở mức độ như thế nào. Lý do mà Phúc muốn mọi người có mặt đầy đủ hết ở đây để thông báo. Trước đó mọi người cũng có thể đã biết rồi. Và cũng có một số phỏng đoán sơ sơ về ai là cặp đôi bí ẩn thì sự việc mới chính thức vỡ lở ra vào buổi chiều hôm nay. Có thể là do Lan Anh cảm xúc dồn nén bữa giờ. Do phải cố gắng để che giấu mọi người cái danh tính thật của mình. Chỉ là một lời thốt ra giống như là giải tỏa bản thân rồi. Chính khoảnh khắc đó thì mọi người cũng đã biết ai là cặp đôi bí ẩn. Thì đó là Phúc và Lan Anh. Thì khi mà mọi người đều biết ai là cặp đôi bí ẩn rồi thì Phúc mong là mọi người hãy gác lại những cảm xúc mà không vui, không thoải mái để lại phía sau. Rồi cùng nhau hướng tới một cái khởi đầu mới. Tôi muốn nói chỉ vậy thôi. Thì đàn trai đã vỗ tay. Đàn trai đã nói xong rồi thì đàn gái có đôi lời nhắn nhủ. Em cũng muốn nói để cho mình cảm thấy nhẹ lòng hơn với tất cả mọi người và giải thích tại sao thì em tham gia chương trình. Thứ nhất là bởi vì em rất là thích chương trình này. Thứ hai là để chiến thắng. Và cho tới bây giờ em vẫn tin vào tình cảm của anh Phúc. Nhưng việc khiến em khó chịu nhất có lẽ là ghen. Với lại cái lớn hơn nữa là em không thể che giấu đi cảm xúc của mình được. Cái tính cách của em nó hơi bị bốc đồng và hơi nhạy cảm. Thì sau những điều mà dồn nén từ 4 ngày qua và em cảm thấy là lúc đó em thực sự là em không nghe được gì hết. Hoặc là có thể là do em hiểu lầm. Nhưng mà em có nghe là tiếp viên hàng không gì đó, những từ ngữ vô tình làm cho em cảm thấy rất là tổn thương và khó chịu. Thì tự nhiên cái lúc đó em bộc phát và em nói thẳng luôn. Có phải là em đang ghen không? Tất cả mọi việc. Tự nhiên em đang bực chị nên tự nhiên em nghe chị nói vậy. Có phải là tự nhiên cái... Không. Trong khi đó là Phúc đã nói với em là có thể hẹn nhau nói chuyện riêng rồi mà. Tại sao em không nói? Còn em còn phải nhấn mạnh cái vấn đề là mới với cũ ở đây. Chẳng khác nào em đang dằn mặt chị. Và nếu như em là một người nóng tính em có thể nói thẳng với chị luôn là chị như vậy vậy đó. Em đã nói với Như, nói với Lộc rồi mà. Thì em cũng có thể nói thẳng với chị luôn mà. Trong khi đó là chị đang làm cho em khó chịu chứ không phải những người kia, đúng không? Trong khi đó em cũng phải nghe rõ ràng chị với anh Trung đang nói cái gì chứ. Đâu phải là tự nhiên chị nhắc cái tử tiếp viên không. Tại sao chị không phải nhắc tên em mà phải nhắc chữ đó? Là anh Trung nhắc cái chữ đó thì chị phải nhắc lại chữ đó thôi. Anh đừng có ở đây. Không, anh bây giờ tự nhiên mọi người cứ nói đừng lôi anh vào. Anh không nhớ lúc đấy anh nói cái gì đâu. Em hiểu là cảm xúc của chị lúc này như thế nào. Nhưng mà những ý mà em đã nói rồi thì có vẻ là chị đang không hiểu ý của em. Thì em cũng không biết nói sao. Tại vì có thể là góc nhìn mỗi người khác nhau. Thì mình cứ giữ những cái suy nghĩ đó cũng được. Nhưng mà em chỉ mong là chị hiểu. Em không giận chị. Em chỉ nói đơn giản là vậy. Chị thấy người yêu của chị nói chuyện với một người khác thì chị có khó chịu không? Đằng này thì những gì em trải qua chị cảm thấy như thế nào? Em chỉ mong chị là đặt vào tình cảnh của em. Còn em biết là chị cũng bị như thế, chị cũng buồn. Nhưng bởi vì em đang tôn trọng mọi người và em không muốn mọi người buồn nhiều hơn nên em mới chọn cách để nói ra. Trước khi em nói với Lộc và Như thì hai người đều chọn cách là bảo vệ em để em tiếp tục chương trình. Vậy cái lúc mà em nói thẳng như vậy á thì em có nghĩ là chị với em có thể là không nhìn mặt nhau được? Thì nếu như vậy thì mối quan hệ chị giữa chị với Phúc đang bình thường, chị cũng chưa nghĩ là đến cái vấn đề gì gọi là sâu xa. Thì bây giờ em nghĩ là chị có thể bình thường được với Phúc với những người bạn giống như anh Trung, anh Trường, như Lộc không? Tất nhiên là không rồi, chị không thể là bình thường được với hai người được. Còn cái chuyện riêng cá nhân của hai người á, em không bao giờ có cái định gọi là biết rồi còn cố tình hay thế này thế kia. Đó là chỉ là sự phỏng đoán, không hề chắc chắn. Tự nhiên thành ra đưa chị vào cái thế khó xử là tự nhiên chị thành người thứ ba. Cái mọi người có thể nhìn vô nói là có thể là tự nhiên mình cảm thấy người ta là cặp đôi bí ẩn là mình như thế này như thế kia. Xong rồi bây giờ chị nhìn mặt hai người thế nào? Chị muốn bình thường thế nào đây?
Dạ không. Điều em nói nè, cái chuyện thành người thứ ba hay không á, thì cái format của chương trình là có một cặp đôi giấu mình vào đây để tìm hiểu tất cả mọi người. Thì chị không phải là người thứ ba và chị không có gì sai hết. Sai là em đang thể hiện sai cảm xúc của mình thôi, chứ em không nói chị là người thứ ba hay gì cả. Thật ra á, em cũng đã muốn nói thẳng với chị từ tối qua. Khi mà mình đang bàn về cái vấn đề trò chơi đúng không, thì cả ba được người con gái đều cảm thấy khá là ngại về cái vấn đề đụng chạm vật lý. Thì chị nói là đó là chương trình này nọ ok. Thì lúc đó em cũng nói với chị là tại vì có người thích chị rồi. Thì câu đó chị nghe là có ghen. Người chị thích Có người chị thích rồi. Thì câu đó đúng là em đang ghen. Và em cũng có nói với chương trình luôn, em cái thử thách không có sai hết á, không có gì sai hết. Điều gì làm em khó chịu trong trò chơi thì em nói là không phải những thử thách mà là cái vấn đề trang phục. Em có lỗi nhất với chị khi mà nói với người khác về cái vấn đề hơi nhạy cảm như vậy. Nhưng mà đó là thật lòng của em và em cũng không có muốn giấu chị gì hết. Cho tới khi mà em cảm thấy như vậy thì em nghĩ là cái đó là sự ghen tuông của một người con gái. Em nghĩ nó rất là bình thường. Nếu mà chị không chấp nhận được thì em cũng không biết giải thích sao. Tại vì nãy giờ em đã nói rất là dễ hiểu. Thì nãy giờ em cũng nhấn mạnh rất là nhiều lần là em không có trách chị gì hết. Em chỉ đang trách cái cảm xúc của em thôi. Và em không giận chị hay là cái gì hết. Nếu mà người mà em giận á phải là người yêu của em, chứ không phải là chị. Nhưng mà ngày hôm nay khi mà em nói rõ ra như vậy thì em mong là mình sẽ nhẹ nhàng với nhau hơn. Mặc dù là đúng là mình ấn tượng với Phúc thiệt, nhưng mà khi mà mình đã biết được như vậy rồi, mình cũng không cố làm để như vậy để làm gì nữa. Nên lúc mà Lan Anh nói là em thấy chị cố tình như vậy thì em cũng hơi cảm thấy rất là bực. Mình cũng cố tình, nhưng mình đang cố tình tìm ra cặp đôi bí ẩn thôi, nhưng mình không phải là cố tình chọc tức cái người em đang ở chung phòng với mình như vậy. Nói chung là em biết mặc dù Lan Anh ghen thiệt, nhưng mà Lan phải xem lại những cái vấn đề đó như thế nào. Thiệt là mọi người thì kêu là em có thể bình thường trở lại, nhưng mà em thấy bình thường, nhưng mà em không thể bình thường ngay lúc này với Lan Anh được.